Ủa con gái hồi nãy không ấy, không mang dài con gài dây nhét qua hậu vô, gài qua hậu vô gót, mình để cho nó tụt. Vô rừng rồi không có Covid đâu con. Bị Covid này ta vô rừng ta tránh hết mà. Cái kia được chưa con? Hình như có thấy nó lạnh lạnh rồi. Rồi chú đã dừng là luôn nha. Đứng ở đây.
là nó là gì? Cái thớt. À cái thớt đúng không? Rồi. Lấy cái đêm đi. À cái điều. À bạn biết lục được một cái điều ha. Cái điều để con hai lấy cái cây này kẹp lại. Đúng không? Cái điều luôn. Nè cái chỗ này chặt. Cái chỗ này là chỗ của cái thân cây. Rồi. Thế chị có cá đâu con? Cá cá đi. Cá đi, con cá đâu rồi? Ủa, để cho cầm kia, cầm mất con kia, nó nhìn thấy. Cầm. Đi giống nhau rồi, đúng không? Chỗ này nè, đó, con cá này. Đấy, thì cái bên ngoài này. Wow, con cá đẹp quá các bạn ơi. Ê, bạn này đã nhặt được một con cá quá tuyệt vời nhá. À, một con cá đá nha. Chứng nhận quá trời, nó nhận nó sao tanh. Wow, đây là con bên, lượm được một trái tim các bạn ơi. Quá tuyệt đẹp luôn ha. Một mình trái tim đá, bằng đá nha. Quá ngầu. Đá quá ngầu luôn. Quá đẹp luôn. Về cái chỉ. À đây, bạn Lương thì lại có một cục đá làm giác. Một nửa trái tim vào. Còn bạn này là một nửa trái tim nha, cầm ở đây. Cầm ở đây thì để đây này. Trái tim bị vỡ. Đây, con cầm ở tay kia nữa. Để ngồi nó hạt ra. Đây. Trái tim bị vỡ đâu rồi, trái tim của bạn Lương đâu? Trái tim bạn Lương đâu? Để cho bạn xuống nước rồi ra. Rồi. Đây là nửa trái tim. Còn đây là một trái tim nha. À, rất đẹp. Để nguyên qua về nó giống là bò này. Đưa lại nha các. À, đây là nửa trái tim. À, đây một bạn này được nửa này. Một bạn này luôn. Cái cây nó buồn quá, chặt được trái tim ra. Thôi, để thằng quả đây. Cái này giống vậy mà. Cái mồm cá thật kỳ sử này các bạn. Đường này nè.
Nguyên còn bắt được mà. Thank you.
Thank you.
bố con hút con vỏ kìa, để nó mía con này. Chưa hết rồi.
Đó, con dẫm lên nè. Đứng để gần đây. Con dẫm lên nha. Dẫm lên giống hai này. Con bẻ từ đây để qua này. Đó, để qua. Qua đi. Con cỡ cá nào chậm cây đi.
Rồi. Đó này đang đó. Vào đây được đây con. Thank you.
chơi, bước trong này đi. Đó, con coi thử coi cái mềm mấy cái. Con bớt từng hàng coi cái mềm mấy cái. Nó giống như cái hạt chuỗi á. Hạt lùm này ăn chuỗi á. Không được đâu. Thank you.
kim muốn có. Thank you.
Đây, con ngồi đây này. Phụ nướng hỏi ngồi chơi cô ba, thật ra hơi nóng, thì mở luôn à. Để vô rồi, ảnh lớn ba lúc nè. Đi đâu ngồi dưới đây, nào cái dưới đây, nào cái dưới đây, còn cái khói. Không thở đâu. Đây là téo bí nha. Téo bí này là chính nè ha. Qua dầu bén mà bọt téo bí này nữa. Từ từ hơi quá ăn đi. Kỳ công nhưng mà ăn thật cứng lắm nè, nó ngọt thôi rồi luôn á. Đây là cơm ra. Cục này anh làm kinh nghiệm đó cậu. Làm nó làm chuẩn bị nhà nó không mua đâu. Nay mình làm còn ngon đó, hôm qua làm bằng gạo mà ngon hơn nó luôn á. Làm gạo chín đã lắm. Rồi bỏ gỗ này ra đây để tôi chạy lên nữa. Ờ đây là bí nước nè. Cái này, cái này nó nước bạc.
Đồ thế này á. Ừ. Đi vô tổng à? Đâu chụp đi, chỉ có lấy anh em đi nhé. Không nhưng mà tổng biên tổng này. À, 20 kg làm gì hết cả. Chị lên đây một mình dẫn mẹ đi. Phải biết được đi liền nữa kia.